Trong tương lai em sẽ mở một công ty luật riêng. Nhưng hiện tại bây giờ công việc của em quá bận rộn. Mỗi ngày em mở mắt thức dậy, em phải giải quyết hàng chục vụ kiện. Thiệt hả? Vụ kiện ít vài tỷ đồng. Có những vụ kiện lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Nhiều khi em không có đủ thời gian giải quyết hết tất cả các vụ kiện. Nhưng khách hàng họ vẫn chấp nhận chờ đợi em. Có người chờ đợi em hàng tháng, có người chờ đợi em cả năm. Sau này mọi người có chuyện gì quan trọng cần giúp đỡ cứ tìm em sẽ giúp mọi người. Xin phép. Alo. Alo. À, chị muốn nhờ tôi giúp chị vụ kiện 100 tỷ hả? Được. Đầu tuần chị có qua công ty của tôi. Tôi với chị làm hợp đồng với nhau. Ok, vậy nha. Cảm ơn chị. Wow, 100 tỷ. Đó. Em kẹt này có phải của anh không? Ủa chứ. Ủa đúng rồi. Cái này là nem kẹt của tôi nè. Sao chị có vậy? Tôi coi. À, chắc là chị đã từng nhờ tôi giúp chị về mấy cái vụ ly hôn ly dị gì đúng không? Luật sư. Trời, mình sắp có em để làm luật sư đó anh hai. Why ha? Anh sắp cưới em gái sinh đôi của tôi đúng không? Đúng. Chúng tôi đã chọn được ngày rồi. Anh quen cô ấy bao lâu rồi? Được gần 1 tháng. Hả? À. Cái gì mới quen có 1 tháng thôi hả? Trời ơi, thời buổi nào rồi mà chị còn ngạc nhiên vô duyên dữ vậy? Đúng rồi, nhiều khi á người ta tình một đêm thôi người ta đã cưới nhau, người ta vẫn hạnh phúc bình thường đó chị. Và cô đã cầu hôn tôi vào ngày hôm kia. Anh hiểu gì về cô ấy rồi? Hiểu chứ, tụi tôi hiểu nhau nhiều lắm đó. Chuyện này không có liên quan tới chị. Có chứ, đám cưới thì dễ, nhưng mà hậu quả sau đám cưới ai sẽ là người gánh? Mình đi đi. Có gì gặp mọi người trong đám cưới là được rồi. Mình đi đi. Khoan. Cục cưng à. Chị của em nói cái gì anh nghe không hiểu gì hết vậy? Khỏi cần hiểu đi anh. Mình đi đi. À, anh hiểu rồi. Em thật là cao thượng. Trong lúc cô ấy lao động vất vả ở bên ngoài, mọi người chỉ biết ăn bám cô ấy thôi. Mọi người hãy ngừng ăn bám cô ấy đi có được không? Mọi người đã lớn rồi, đã trưởng thành hết rồi. Hãy kiếm một công ăn việc làm gì đó, nuôi sống bản thân mình. Là một người có ích cho xã hội, có ích cho gia đình. Và buông tha cho chúng tôi đi. Cũng là chiêu cũ, mà lừa được anh công chứng viên. À, mà quên nữa, tôi với anh còn có hẹn đầu tuần ký vụ kiện 100 tỷ đó nhớ không? Em gái tôi học bác sĩ, học rất giỏi, nhưng vì sợ máu nên bỏ nghề. Bây giờ thì chuyển sang làm mỹ phẩm, tiền xài rủng rỉnh. Thích động vật, thích ăn chay, làm từ thiện. Anh em trong nhà thì ai cũng lười nhác ỷ lại nên một mình cô ấy phải nuôi hết. Mở cửa hàng sửa xe cho anh hai, cửa hàng thời trang cho anh ba, cung cấp vốn cho người chị quá lứa lỡ thời như tôi, mở tiệm gội đầu. Chưa hết, còn giúp cho thằng Út theo đuổi niềm đam mê đá banh, giúp cho cháu gái học trường quốc tế. Tất cả những sự hy sinh đó đều không được bù đắp, nên cô ấy cần lấy một người chồng để chia sẻ. Tôi nói như vậy đúng không? Wow, cục cưng à, anh tưởng là em đang nói không á, không sai một chữ luôn. Vậy thôi, hơn 30 tuổi đầu rồi, đừng có cư xử như con nít nữa, coi lại bản thân mình đi. Cái gì? Hơn 30 tuổi rồi hả? Cô ấy nói với anh mới 27 tuổi thôi. Câu nói đó cũng vài năm rồi, nhưng mà thật ra tuổi tác không thành vấn đề. Vấn đề là không thể cưới chồng theo cách đó được, đó gọi là lừa đảo. Chỉ có mấy bà già mới làm trò đó thôi. Chầu. Và không chỉ lần này, bất kể lúc nào gia đình có chuyện thì em cũng dẫn một gã về kể chuyện cổ tích cho gã nghe. Chuyện này là sao vậy Báo? Dạ. Giải thích cho anh nghe coi. Em sẽ giải thích mà, bây giờ anh đi với em đã. Đi cái gì? Thôi chồng, con Báo nó sai, mà nó cũng có cái khó của nó. Chuyện này không có liên quan tới anh, và cũng không có liên quan tới chị nghe chưa? Không liên quan hả? Em có biết ai là người hùng tiền với anh hai bồi thường Vũ 30 triệu mà em lừa đảo hồi đầu năm không? Cái gì? 30 triệu? Phải không mình? Trời ơi, mình nói cái gì đi, mình ngồi lầm thinh vậy? Mày nhớ không? Cái vụ mà mày mới ở tù. Anh im đi! Trời ơi, anh nói cái gì đi chứ sao anh ngồi im hoài vậy? Trời ơi, 30 triệu. 30 triệu. Anh hãy tin em. Chị ta bé quá nó sản đó. Đi theo em đi. Không có cái cục cưng, cục
cục tác gì ở đây hết. Cô lừa dối tôi vậy là cô làm tổn thương đến trái tim mong manh dễ dở của tôi rồi. Cô quá đáng lắm. Anh đừng bỏ em. Còn anh nữa, giữ lịch sự một chút đi. Đừng có giẫm giày lên thảm. Đi toilet phải dọi bồn cầu. Là công chứng viên chứ đâu phải luật sư đâu. Mà đi đâu cũng khoe danh thiếp giống như rải tờ rơi vậy. Nghe, tôi làm gì ảnh hưởng tới chị chứ hả? Không ảnh hưởng hả? Ảnh hưởng rất nhiều đó. Lần sau đừng có tùy tiện đến nhà của tôi, quậy banh cái nhà tôi lên như vậy. Ăn phải dọn. Và giường của chị không phải là nơi để em lo mấy người này đến ngủ. Nè, cái giường của chị tôi không đặt chân lên đó nghe chưa? Đừng vô ai giáo quạ. Vậy em có hẹn hò mấy người này ở nhà chị không? Mà thôi, tôi sẽ tác thành cho hai người. Nếu như hai người hiểu rõ quán của nhau và chấp nhận được nhau á, thì tôi sẽ bỏ tiền mừng cưới cho hai người. Cái gì? Còn quá khứ gì nữa? Còn quá khứ gì nữa? Không có gì đâu anh, không có quá gì đâu. Mới vừa ly dị. Nè, chắc là tâm lý còn chưa ổn định đâu hả? Mới vừa ly dị luôn. Bây giờ đang độc thân rồi. Em đừng có nói gì hết, trái tim tôi đang vụn vỡ thành từng mảnh đây. Em lừa dối tôi chết à. Yêu à, Tục Tân à, Tục Tân à, đừng có bỏ em mà Tục Tân. Tục Tân, Tục Tân. Buông ra. Tục Tân à. Phước. Tao nhìn mày. Mày chết mày. Tao ở đây. Mày phá hoại cuộc đời của tao. Tao chỉ chết mày. Cô Nguyễn Nga. Thôi. Cô Nguyễn Nga. Buông thôi. Ôi trời ơi. Tao làm cái trò gì vậy? Ra ra đi. Mày giết chết tao. Cô Nguyễn Nga. Tao sẽ giết chết mày. Tao giết chết mày. Bảo đâu? Bị bảo quả cuộc đời của tao. Thôi. Ôi. Mày đó làm cái gì vậy? Hả? Bàn linh của bố con sơ sơ đấy nè. Bảo, mày coi cái mày làm cái trò gì vậy Bảo? Em có làm gì sai đâu. Em chỉ nói dối một chút xíu thôi mà. Em chỉ muốn lấy chồng thôi. Đã đòi em. Em quậy như vậy chưa đủ hả Bảo? Lúc nãy cũng bên đó chồng á. Anh làm ơn thương em một chút được không? Tất cả là tại con Phúc Kiếm đây. Tao hối hận khi có đứa em sinh đau như mày. Nói gì? Nói gì? Trời ơi. Nói gì? Thôi mà. Tụi em là chị em. Ủa? Mình là anh em một nhà. Thôi mà. Nói gì mà chết không? Bỏ đi Bảo. Chết ra đi. Chết ra. Thôi. 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 Bị phá hoại của đời của tao. Buông ra đi. Không. Ai chưa? Buông ra. Buông ra. Buông ra. Tao sẽ giết cho em mày. Bị phá hoại.